Thưa quý vị, ngày 21 tháng 9 vừa qua, liên quan đến lệnh động viên một phần, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trên truyền hình gửi đến toàn dân. Ông giải thích lý do có lệnh động viên này, các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine cũng như cuộc đối đầu Nga phương Tây trên nhiều mặt trận. Theo lệnh động viên, khoảng 300.000 quân nhân đã giải ngũ, có kinh nghiệm trong quân đội sẽ được gọi quay lại và không loại trừ khả năng được gửi đến mặt trận miền đông Ukraine. Sau khi lệnh động viên được chính phủ Nga đưa ra, đã có nhiều ý kiến khác nhau trong lòng nước Nga cũng như trên thế giới. Để hiểu thêm về vấn đề dưới góc nhìn trung lập, ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị nguyên văn bài phát biểu của Tổng thống Nga trên truyền hình vào ngày 21 tháng 9. Văn bản bằng tiếng Nga được đăng trên trang web của hãng thông tấn nhà nước TASS. Kính thưa quý vị, chủ đề bài diễn văn ngày hôm nay, tôi muốn trình bày về tình hình ở Donbas và diễn biến của chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải phóng vùng đất khỏi chế độ phát xít mới, vốn lên cầm quyền từ năm 2014 bằng một cuộc đảo chính vũ trang. Tôi muốn chia sẻ cùng tất cả quý vị và các bạn, tất cả công dân của đất nước chúng ta, tất cả mọi người của mọi sắc tộc, tuổi tác, thế hệ, tất cả những người con của đất mẹ kính yêu, tất cả những công dân được đoàn kết với nhau từ lịch sử nước Nga. Tôi cũng muốn nhắc tới tất cả những người lính và sĩ quan, những người đang chiến đấu ở tiền tuyến, đang phục vụ trong lực lượng vũ trang, và cả những anh chị em của chúng ta ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, cũng như những người đã được giải phóng khỏi chế độ tân phát xít gần đây. Tôi muốn nói về những điều cần thiết, rằng chúng ta phải khẩn cấp có những biện pháp bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ nước Nga. Chúng ta phải giúp đỡ những người anh em đang khao khát có quyền tự quyết định tương lai khỏi chính sách gây hấn và thù địch của phương Tây. Phương Tây muốn duy trì thế độc tôn, vì vậy họ đã phong tỏa, cấm vận và làm suy yếu bất kỳ thực thể nào muốn độc lập và đi ngược lại quan điểm của họ. Họ muốn áp đặt giá trị của họ lên các quốc gia khác và dân tộc khác, nhân danh đạo đức giả. Mục đích của phương Tây là làm cho đất nước chúng ta suy yếu, bị tan rã và tự hủy diệt lẫn nhau. Họ đã trực tiếp nói về mục đích đó khi đề cập tới Liên bang Xô Viết vào năm 1991 và bây giờ lặp lại với nước Nga. Họ muốn chúng ta chia nhỏ thành nhiều khu vực và xung đột giao tranh không ngừng nghỉ. Họ đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ rất lâu. Họ đã khuyến khích các nhóm cực đoan ở Kavaz thúc đẩy việc triển khai trang thiết bị quân sự của NATO đến biên giới của chúng ta. Họ kích động không khí bài Nga, xem đó là mồi lửa. Ukraine là nơi họ làm một cách quyết liệt. Họ từng bước đẩy Ukraine vào cảnh chiến trận. Từ khi cuộc chiến bùng nổ vào năm 2014, họ đã bơm vũ khí để nhà cầm quyền chống lại dân thường, dùng bạo lực để chống lại những người không công nhận phe cực đoan nắm quyền sau cuộc đảo chính. Sau khi chính quyền hiện nay ở Kiev từ chối thỏa thuận hòa bình ở Donbas và xa hơn nữa là công khai muốn sở hữu vũ khí hạt nhân, điều đó có nghĩa là một cuộc chiến xảy ra là điều không tránh khỏi. Họ muốn thực hiện những cuộc tấn công lớn vào Donbas, chứ không chỉ nhỏ lẻ như trước, và cả vào Crimea, lãnh thổ thiêng liêng của Liên bang Nga. Do đó, một quyết định dứt khoát cần phải được đưa ra, đó là thực hiện chiến dịch quân sự phủ đầu. Mục đích của chúng ta là giải phóng toàn bộ Donbas. Mục tiêu này đến nay vẫn không thay đổi. Cộng hòa Nhân dân Luhansk đã gần như được giải phóng. Xung đột vẫn tiếp tục ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Tại đây, trong 8 năm qua, chính quyền ở Kiev đã xây dựng những phòng tuyến kiên cố. Họ đã chịu thiệt hại nặng, nhưng quân đội của chúng ta cùng với hai nước Cộng hòa ở Donbas đang từng bước một tính toán vững chắc và có hệ thống để không gây thương vong quá nhiều cho binh sĩ và dân thường. Chính quyền ở Kiev đã lấy nhiều người dân ra làm con tin. Chúng ta phải giúp đỡ họ. Như các bạn đã biết, những quân nhân chuyên nghiệp của chúng ta đã và đang tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt. Những người lính tình nguyện cũng đang kề vai sát cánh. Mọi người từ nhiều dân tộc, chuyên môn, tuổi tác. Họ đều là những người yêu nước, theo tiếng gọi từ trái tim. Họ đã tới để bảo vệ Nga và Donbas. Với sự trân trọng này, tôi đã yêu cầu và đưa ra chỉ thị cho chính phủ lẫn Bộ Quốc phòng. Trong thời gian sớm nhất, phải có những đảm bảo về lợi ích cho những người lính tình nguyện, giống như các quân nhân chuyên nghiệp. Tương tự với các chiến binh của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk, họ phải được xem như những binh lính của quân đội Nga, như cung cấp trang thiết bị vũ khí,
thuốc men và trợ cấp xã hội. Chúng ta sẽ tiếp tục chú ý đến việc củng cố các lực lượng tình nguyện cũng như trang bị cho các lực lượng phòng vệ ở Donbass. Để hướng đến mục tiêu chính là bảo vệ Donbass, những người lính của chúng ta dưới sự lên kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang đã giải phóng được phần lớn lãnh thổ ở Kherson và Zaporizhia cũng như một số khu vực khác. Chiều dài tiền tuyến của chúng ta lên đến hơn 1.000 km. Có một điều tôi muốn chia sẻ ra công chúng lần đầu tiên. Khi chiến dịch quân sự đặc biệt vừa bắt đầu, chúng ta đã tiến hành đàm phán ở Istanbul. Các đại diện của chính phủ ở thủ đô Kiev đã phản hồi rất tích cực với những đề xuất. Họ cũng quan tâm đến mối lo ngại của Nga về an ninh và lợi ích. Nhưng hòa bình không phải là mục tiêu mà phương Tây hướng đến. Do vậy, họ thúc đẩy chính phủ ở thủ đô Kiev hủy bỏ các thỏa thuận. Ukraine bắt đầu được bơm vũ khí ngày càng nhiều. Chính phủ ở Kiev bắt đầu tung ra nhiều đơn vị chiến đấu người nước ngoài và các thành phần dân tộc cực đoan. Những đơn vị chiến đấu theo tiêu chuẩn của NATO và thực tế là quân đội của họ được hướng dẫn và chỉ đạo bởi những cố vấn phương Tây. Cùng lúc đó, chính quyền ở Kiev cũng đàn áp người dân mình ở mọi nơi, giống như sau khi thực hiện cuộc đảo chính 2014. Đàn áp, đe dọa, khủng bố và bạo lực diễn ra trên diện rộng. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, phần lớn người dân sống ở những vùng vừa được giải phóng. Họ đều sinh ra trên mảnh đất của nước Nga, xưa kia có tên là Novorossiya. Họ không muốn nằm dưới sự cai trị của các phe nhóm ủng hộ tân phát xít. Ở Zaporizhia, Kherson, Luhansk và Donetsk, người dân đã chứng kiến những cảnh mà các nhóm cực đoan ủng hộ tân phát xít gây ra. Ở Kharkov cũng vậy. Những đối tượng ủng hộ lãnh đạo phát xít Bandera đã xử tử nhiều người, tra tấn, đưa những người không cùng quan điểm vào tù và nhiều hình thức đàn áp khác. Khoảng 7,5 triệu người sinh sống ở Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson trước khi xung đột nổ ra. Rất nhiều người trong số họ đã phải đi tị nạn, rời bỏ nhà cửa của mình. Những người còn lại hiện là khoảng 5 triệu. Hiện họ cũng là mục tiêu của pháo và rocket bắn từ phía bên kia. Pháo rơi trúng bệnh viện, trường học và nhiều cơ sở dân sinh. Chúng ta không thể, lương tâm đạo đức không cho phép chúng ta làm ngơ với những đồng bào đang bị đàn áp. Chúng ta không thể ngồi im khi số phận của họ bị đe dọa. Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Luhansk và chính quyền quân sự dân sự các vùng Kherson và Zaporizhia đã quyết định sẽ trưng cầu dân ý về tương lai đi về đâu, trong đó có nhiều khoản trở về lại với nước Nga. Họ cũng đã yêu cầu chúng ta giúp đỡ. Tôi muốn nhấn mạnh một điều, chúng ta sẽ làm mọi cách để cuộc trưng cầu dân ý được tiến hành an toàn, để người dân thể hiện được ước mong của mình. Chúng ta sẽ giúp họ quyết định tương lai của chính họ. Những công dân đang sinh sống ở Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson. Kính thưa các bạn, ngày hôm nay, lực lượng vũ trang của chúng ta, như tôi đã nói, đang có mặt trên một tiền tuyến dài hơn 1.000 km. Chúng ta đang chiến đấu không chỉ với những người ủng hộ chủ nghĩa tân phát xít, mà còn cả một bộ máy quân sự khổng lồ của phương Tây. Trong trường hợp này, tôi buộc phải cân nhắc đưa ra một quyết định nhằm chống lại những mối đe dọa mà chúng ta đang gặp phải để bảo vệ đất nước, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ những người dân của chúng ta trong các vùng mới được giải phóng. Do vậy, tôi ủng hộ đề xuất của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu quân đội nước Cộng hòa Liên bang Nga về việc tiến hành tổng động viên một phần. Tôi xin nhắc lại, chúng ta đang đề cập tới động viên một phần, nghĩa là chỉ những lực lượng dự bị, những người đã từng phục vụ trong lực lượng vũ trang, những người có kinh nghiệm trong quân ngũ. Các quân nhân mới này sẽ được huấn luyện lại trước khi gửi đi thực hiện nhiệm vụ. Chúng ta đảm bảo những người lính được trang bị đầy đủ trang thiết bị lẫn các kỹ năng cần thiết. Lệnh động viên đã được ký. Theo lệnh động viên này, cơ quan lập pháp Nga, tức Thượng viện và Hạ viện Nga, đã chính thức hiện thực hóa và thông qua vào hôm nay. Lệnh động viên sẽ được bắt đầu thực hiện từ hôm nay 21 tháng 9. Tôi đã hướng dẫn và đã ra chỉ thị cho người đứng đầu các vùng phải cung cấp sự hỗ trợ cần thiết nhất cho người đứng đầu Ủy ban quân sự để hoàn thành công tác tuyển quân cũng như huấn luyện tân binh. Mọi công dân Nga được điều động trong đợt này sẽ nhận được đầy đủ tư cách và quyền lợi như một quân nhân chuyên nghiệp, như trả lương, các ưu tiên về phúc lợi và các ưu tiên về hoạt động xã hội. Tất cả đều được ghi chi tiết bằng văn bản. Lệnh động viên một phần này sẽ giúp cho Bộ Quốc phòng hoàn thành những mục tiêu và ưu tiên đề ra.
người đứng đầu các doanh nghiệp quốc phòng, được lệnh phải tăng cường sản xuất trang thiết bị vũ khí để cung cấp đầy đủ cho mọi người lính. Bên cạnh đó, những yêu cầu của các doanh nghiệp quốc phòng như tài chính và vật tư đầu vào sẽ được các cơ quan chính phủ đáp ứng ngay lập tức. Kính thưa các bạn, với những chính sách chống Nga mạnh mẽ, phương Tây đã vượt qua nhiều giới hạn. Họ tạo ra sự đe dọa với đất nước và người dân của chúng ta. Nhiều chính trị gia thiếu trách nhiệm ở phương Tây không chỉ muốn cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, mà họ còn muốn Ukraine tấn công vào bán đảo Crimea cũng như các vùng khác của Nga. Những cuộc tấn công cực đoan như vậy bằng vũ khí phương Tây đã diễn ra ở lãnh thổ chúng ta tại vùng Belgorod và Kursk. Ngoài ra, NATO cũng triển khai các hệ thống vũ khí, máy bay, tàu chiến, vệ tinh, máy bay không người lái dày đặc ở phía nam nước ta với mục đích do thám và uy hiếp. Tại Washington, London và Bruxelles, các chính trị gia đang khuyến khích chính phủ ở Kiev đưa ra các cuộc tấn công tới lãnh thổ của chúng ta. Họ công khai thể hiện quan điểm muốn đánh bại nước Nga trên chiến trường, sau đó khuất phục chúng ta về chính trị, kinh tế, văn hóa và chủ quyền lãnh thổ. Nói chung, họ muốn chúng ta tan lụi. Sự đe dọa hạt nhân cũng đã xảy ra. Họ khuyến khích các lực lượng Ukraine pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có thể gây nguy hiểm tới một vùng rộng lớn bất cứ lúc nào. Họ cũng công khai, thậm chí nhiều quan chức cấp cao của NATO đã thảo luận về việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Với những người có ý định như trên với nước Nga, tôi muốn nhắc lại rằng chúng tôi có rất nhiều thứ để đáp trả, gây ra sự hủy diệt cao. Một số hệ thống của chúng ta thậm chí còn hiện đại hơn cả NATO. Nếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta bị đe dọa, chắc chắn chúng ta sẽ dùng mọi biện pháp để bảo vệ và ngăn chặn. Đây là nguyên tắc bất biến. Các công dân Nga có thể được đảm bảo chắc chắn rằng sự toàn vẹn lãnh thổ là điều không thể bị xâm phạm. Nền độc lập và tự do của chúng ta là điều không thể thay đổi. Tôi muốn nhấn mạnh lần nữa, chúng ta sẽ dùng mọi công cụ và phương tiện để tự vệ. Với những người đang uy hiếp chúng ta bằng vũ khí hủy diệt, họ cần hiểu rằng cơn đại hồng thủy có thể xoay chiều sang phía họ bất cứ lúc nào. Với truyền thống lịch sử, để bảo vệ người dân, chúng ta cần dừng lại việc lấy sức mạnh để thống trị toàn cầu của các quốc gia khác, dừng lại việc đe dọa, dừng lại việc chia nhỏ và nô dịch chúng ta. Chúng ta buộc phải hành động và chúng ta sẽ hành động. Tôi tin tưởng vào sự ủng hộ của các bạn. Sau khi bài phát biểu về lệnh động viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin được đưa ra, các quốc gia trên thế giới đã ngay lập tức phản ứng với nhiều ý kiến khác biệt. Một số chính trị gia ở Hungary cho rằng phương Tây nên tôn trọng các lợi ích của Nga. Việc đưa Nga vào thế bị đe dọa sẽ không có lợi cho hòa bình thế giới. Một số quốc gia khác, nhất là trong EU và Hoa Kỳ, thì cho rằng nhiều chi tiết được đưa ra trong bài phát biểu chưa đúng với thực tế những gì đã và đang diễn ra. Họ cũng nhận định việc động viên thêm quân cho thấy có thể Nga đang gặp một số khó khăn, nhất là về nhân lực và con người. Việc bổ sung quân này dự báo xung đột sẽ tiếp tục diễn biến khó lường. Viễn cảnh về một thỏa thuận hòa bình ngày càng khó đạt được trong tương lai gần. Một số cựu chính trị gia phương Tây thì cho rằng Ukraine có nguy cơ bị chia nhỏ sau cuộc xung đột này. Thậm chí cựu Ngoại trưởng Romani, ông Andrei Maga đưa ra một nhận định còn chấn động hơn là Ukraine nên nhượng lại các vùng đất lịch sử cho các nước láng giềng vì biên giới hiện nay của Ukraine là phi tự nhiên. Rất nhiều vùng đất có lịch sử truyền thống lâu đời thuộc về các quốc gia khác. Ví dụ, Transcarpathia nên trả lại Hungary, Galicia nên trả lại cho Ba Lan, Bukovina nên trả lại cho Romania, cũng như Donbass và bán đảo Crimea nên trả lại cho Nga. Phía Ukraine đã không hiểu rõ những vấn đề lịch sử, cộng với một số sai lầm về chính sách và chiến lược ngoại giao dẫn đến cuộc xung đột như hiện nay. Tuy nhiên, như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây phát biểu, chỉ có thực tâm đàm phán dựa trên sự tôn trọng quan điểm của nhau thì Nga và Ukraine mới từng bước tiến tới hòa bình được. Đây cũng là mong ước của người dân hai nước và phần lớn người dân trên thế giới. Chương trình Câu chuyện Thế giới đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.